Nga nghi ngờ Mỹ trực tiếp điều khiển UAV MQ-9 Reaper cung cấp cho Ukraine. Ukraine đang đàm phán mua máy bay không người lái hạng nặng do Mỹ sản xuất. Điều này đã được một nguồn tin cho biết. Theo công bố tuần trước, phái đoàn Ukraine đã gặp đại diện của công ty General Atomics tại Washington. Nguồn tin lưu ý rằng do chính phủ Mỹ phải đồng ý chuyển giao một vũ khí như vậy, nên khó có khả năng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và nhà thầu quốc phòng là tự phát. Nếu không được chính quyền tổng thống Biden bật đèn xanh. Phát ngôn viên của nhà sản xuất cho biết, trước đây chúng tôi đã làm việc với chính phủ Mỹ để gửi UAV MQ9 Reaper tới một quốc gia đối tác trong vòng chưa đầy 30 ngày. Cần lưu ý thêm, tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD khác cho Ukraine. Trong danh sách này, nhiều khả năng bao gồm những chiếc UAV MQ9 Reaper nói trên. MQ-9 Reaper là một máy bay không người lái có độ cao trung bình, thời gian hoạt động dài và điều khiển từ xa do Mỹ chế tạo và đang được hoạt động trong một số lực lượng không quân trên thế giới. Phương tiện tác chiến này được sử dụng chủ yếu trong vai trò chống lại các mục tiêu di động và chức năng thứ hai chính là thu thập thông tin tình báo trên chiến trường. Máy bay không người lái MQ9 cũng có thể thực hiện được các nhiệm vụ đa dạng bao gồm tình báo, giám sát, trinh sát, hỗ trợ hỏa lực tầm gần, chiến đấu tìm kiếm và cứu nạn, tấn công chính xác, đột kích, phát triển mục tiêu và dẫn đường trên không. Nhờ khả năng tích hợp tên lửa chống tăng AGM 114 Hellfire, bom dẫn đường bằng laser GBU 12 Paveway II mà chiếc UAV trên có thể tung đòn tấn công hủy diệt mục tiêu mặt đất ngay lập tức mà không cần phải thêm bước gọi hỗ trợ hỏa lực từ căn cứ. Tính năng độc đáo của MQ-9 khiến nó đủ điều kiện duy nhất để tiến hành các hoạt động bất thường nhằm hỗ trợ chỉ huy tác chiến. Ưu điểm lớn nhất của phương tiện này là có thể tiến công từ độ cao 6.000 đến 8.000 mét với tầm xa 14 km. Kiếp điều khiển của MQ-9 Reaper bao gồm một phi công, người vận hành cảm biến và điều phối viên tình báo nhiệm vụ bay. Họ ngồi tại trạm điều khiển mặt đất từ xa. Nhóm khởi động và thu hồi phương tiện chịu trách nhiệm về các hoạt động trên mặt đất. Họ và kiếp điều khiển có thể triển khai cách nhau một khoảng cách rất lớn. Đây chính là điều khiến nga lo ngại nhất. Mosva cho rằng nhờ khả năng liên lạc qua vệ tinh, không phụ thuộc cự ly với trạm điều khiển, binh sĩ mỹ có thể trực tiếp vận hành phi đội UAV MQ-9 Reaper trên đất ukraine và quân nhân nước chủ nhà chỉ đóng vai trò là bình phòng mà thôi.